Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hôm nay Shop sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao hãng Givi lại tăng giá cản HRV. Thì như các bạn biết, gần đây 2-3 năm thì hãng Givi vẫn giữ nguyên mức giá cho cản HRV. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 thì hãng bắt đầu mới điều chỉnh giá tất cả các loại cản của xe từ 20 đến 25% nha bạn. Hãng tăng giá. Thì đối với cản HRV thì giá hiện tại hãng điều chỉnh là 1.080.000. Và các bạn biết đó, thì tình hình lạm phát tăng và tiền mất giá. Thì cách đây 2 năm bạn ăn tô phở thì đặc biệt là 35k. Và bây giờ bạn ăn thì tô đặc biệt là 50k rồi nha các bạn, không có còn giá 35k như trước đây nữa. Nếu các bạn muốn giữ cái giá 35k trước đây thì bắt buộc bà bán phở sẽ giảm bớt nguyên liệu, thay vì nấu xương sẽ nấu bằng bột ngọt nha các bạn. Thì đó là câu chuyện của bà bán phở. Còn hãng Givi thì khác, họ không thể giảm chất lượng sản phẩm xuống được, thì bắt buộc phải điều chỉnh giá thôi các bạn. Và hãng Givi là một thương hiệu toàn cầu, thì bán trên 90 nước, nên mỗi lần mà giá cả điều chỉnh nó sẽ phải thông qua rất là nhiều thứ nha các bạn, chứ không phải muốn tăng là tăng. Nên các bạn cũng thông cảm và hiểu rõ do tình hình là thị trường biến động và giá cả vật tư đầu vào đều tăng, và tiền thì bị mất giá, thì bắt buộc là hãng muốn giữ chất lượng bắt buộc phải tăng giá nha các bạn. Và cái mức giá này nếu các bạn thấy tăng hơi nhiều, 25% các bạn vẫn chưa chấp nhận được, thì các bạn hiểu là 3 năm gần đây thì hãng Givi không hề tăng giá. Nếu mà mỗi năm hãng tăng một xíu thì các bạn sẽ không có bị sốc và sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng đợt này thì do cái biến động nó hơi lớn nên giá sẽ tăng hơi nhiều, nên các bạn cũng thông cảm. Và bên mình thì phân phối hàng chính hãng Givi và đứng ở trung gian, nên mình chỉ giải thích cho các bạn hiểu tại sao hãng Givi lại tăng giá. Và hiện tại thị trường thì có sản phẩm hãng sản phẩm cản Givi nhái rất là nhiều nha các bạn, giả cả hộp luôn. Và mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu thế nào là hàng nhái và thế nào là hàng giả. Thì hàng giả thì các bạn thấy thì người ta làm nhái kiểu dáng, giả kiểu dáng và giả luôn hộp và thương hiệu luôn nha các bạn, thì cái đó gọi là hàng giả. Còn nếu mà cái hàng nhái thì người ta chỉ nhái kiểu dáng thôi, còn người ta vẫn còn sĩ diện tí xíu, người ta sẽ để cái logo khác tí xíu, chứ không có để logo Givi y chang như cái hàng chính hãng. Thì đó là nhái về kiểu dáng, nhái mẫu mã thôi các bạn, còn chất lượng thì không thể nhái được nha các bạn, nó sẽ có sự khác biệt. Nên các bạn là người tiêu dùng thì các bạn hãy lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng đi đôi với lại giá tiền nha các bạn. Thì bên shop thì phân phối cản Givi chính hãng và các sản phẩm Givi chính hãng thôi, nên những cái hàng nhái và hàng một một thì bên shop sẽ không có bán. Nên các bạn muốn gắn hàng chính hãng thì cứ qua bên shop, và bên shop sẽ hỗ trợ công lắp ráp. Trước đây thì shop có tính phí một số xe, nhưng mà từ lúc hãng tăng giá thì shop hỗ trợ lắp cho các bạn để hỗ trợ phần nào chi phí và không có tính tiền công. Cùng những cái loại cản mà có đèn thì shop có hỗ trợ câu đèn cho các bạn, vẫn không tính phí luôn nha. Những cái đó thì ở shop khác họ sẽ tính phí đó, và bên shop thì sẽ không có tính, coi như là hỗ trợ cho các bạn phần nào lúc mà hãng tăng giá. Và bên shop sẽ có bảo hành cho các bạn, những trường hợp mà lỗi mối hàng hay vấn đề gì đó thì shop sẽ bảo hành chấm hàng lại cho các bạn. Và hàng của shop thì đảm bảo là chính hãng, không có bán hàng pha lẫn hàng nhái, hàng một một nha các bạn, các bạn yên tâm. Và shop ký hợp đồng với hãng Givi thì chỉ có phân phối chính hãng thôi. Givi mà phát hiện shop mà bán một sản phẩm nhái của Givi trong đó sẽ cắt hàng và ngưng hợp đồng với lại shop luôn, nên không có chuyện mà shop pha hàng nhái vô, nên các bạn cứ yên tâm. Và hàng bên shop thì gửi đi đến cho các bạn kiểm tra thoải mái nha các bạn, kiểm tra đúng hàng mới thanh toán nha các bạn, chứ không phải cần phải cọc hay là chuyển khoản trước gì hết, nên các bạn yên tâm. Hàng thật thì mình không có sợ gì hết. Và shop thì có phân phối sỉ lẻ các mẫu thùng cản Givi chính hãng với nhiều mẫu mã khác nhau. Thì nếu bạn nào có muốn kinh doanh thì cứ liên hệ với số điện thoại
ở trên màn hình. Shop có để số điện thoại Zalo thì các bạn cứ liên hệ với shop để shop tư vấn. Còn các bạn ở xa thì cứ nhắn tin cho shop thì shop sẽ hỗ trợ gửi hàng đến cho các bạn. Rồi các bạn nhận hàng rồi mới thanh toán. Và nhân dịp cuối năm thì shop có giảm giá mũ bảo hiểm rất là nhiều mẫu. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng Joy Shop tại số 165 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Hoặc là các bạn ở xa thì cứ nhắn tin qua số Zalo shop có để trên màn hình. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm cái chuông để theo dõi shop. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và ủng hộ. Shop xin chào và hẹn gặp lại.